Trước sự mất mát quá lớn của vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, các ca sĩ như Orange, Phương Mỹ Chi quyết định dời ngày ra mắt sản phẩm mới của mình. Trên trang cá nhân của mình, Orange đã chia sẻ ngắn gọn về việc lùi ra mắt MV để chia sẻ với các nạn nhân vụ cháy chung cư mini. Trước đó, Orange gây bất ngờ với khán giả khi công bố quay trở lại với single Có đau thì đau một mình nằm trong album đầu tay sẽ ra mắt vào năm nay. Tương tự, Phương Mỹ Chi xin gửi lời thông báo về việc dời ngày phát hành album Vũ trụ cò bay để chia sẻ với những mất mát quá to lớn không có gì bù đắp được trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội. Được biết, đây là album vô cùng đặc biệt trong sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ, đánh dấu chặng đường 10 năm làm nghề cũng như màn bứt phá đầy ấn tượng của cô trong năm 2023. Chính vì vậy, người hâm mộ càng thêm phần mong ngóng dự án này. Cũng trong tối 14 tháng 9, ban nhạc Việt Chillies cũng đã thông báo sự kiện Xin chào Busan ngày 17 tháng 9 có sự tham gia của nhóm đã hủy bỏ, bày tỏ lòng tiếc thương những nạn nhân của vụ hỏa hoạn. Hành động của các nghệ sĩ đã nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực của người hâm mộ, đánh giá là động thái văn minh trong lúc cả nước đang đau buồn. Cùng với đó, nhiều nghệ sĩ khác như Thái Thùy Linh, Việt Anh, Siêu Mẫu Hạ Vi cũng đều có những hành động thiết thực trước nỗi đau trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.